Xin chào tất cả các bạn có mặt khắp trên thế giới. Hôm nay Trần Canh tiếp tục ở nhà nạp năng lượng mỗi ngày cho chúng ta khỏe hơn và luôn luôn suy nghĩ tích cực. Đó là Trần Canh sẽ tạo môi trường, không gian của ngôi nhà mình, thực phẩm ăn uống hàng ngày. Đó là Trần Canh trồng rất rất là nhiều cây để có thực phẩm mình ăn uống hàng ngày cho khỏe lên. Xin mời tất cả các bạn cùng xem nha. Đây này các bạn, Trần Canh sẽ quay sơ qua những cái phong cảnh nhà của Trần Canh có năng lượng như thế nào. Thì các bạn cứ xem video của Trần Canh thì cũng có năng lượng như Trần Canh vậy á. Đây là bông điệp nha. Đấy, các bạn thấy bông điệp không? Cực kỳ đẹp luôn. Đấy, các bạn thấy không? Bông điệp cực kỳ là đẹp. Đây là điệp đỏ. Bữa nào Trần Canh sẽ kiếm cây điệp vàng nên Trần Canh sẽ trồng cho các bạn xem. Đó. Điệp đây mới trồng thôi. Còn đây là khu vực lan nha các bạn. Đó, đây là lan 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 phượng quỷ đang ra bông. Đấy, bạn thấy không? Cần lan phượng quỷ cực kỳ đẹp luôn. Đó. Đây là những chậu đinh linh. Đặc biệt cây móng cầu nữa các bạn. Một màu xanh rất là đẹp luôn. Ui, bạn thấy không? Trái cực kỳ là nhiều luôn. Cực kỳ là sai luôn. Đó. Bạn thấy trái không? Trái quá đầu trái luôn. Nó đang ra trái. Màu xanh rất là đẹp luôn. Là mía. Mía Trần Canh. Các bạn thấy mía không? Mía rất là nhiều năng lượng các bạn. Mía rất là tốt luôn. Mình sẽ bó nó lại, không bó là ngã nha các bạn. Bó bó lại như thế này. Cây mía này. Đây. Trần Canh đang trồng đậu que các bạn. Để mình ăn hàng ngày. Nay mời đầu quay ra trái, anh Canh sẽ review cho các bạn xem. Đó, đầu quay không? Đầu quay trồng. Để mình tạo thực phẩm ăn hàng ngày các bạn. Bạn thấy đầu quay không? Cái đầu quay mơn mởn luôn. Đấy, bạn thấy không? Đang lên. Rồi. Cái đây là cây chùm ngây nè các bạn. Chùm ngây đang đang nứt lá non lên. Bạn thấy không? Rất đẹp luôn. Còn đây là dàn mộng giấy của Trần Canh đang tạo một cái dàn mộng giấy 3 tầng nha các bạn. Trần Canh đang làm dàn mộng giấy phải 3 tầng. Đó. Đang nở bông á các bạn thấy không? Làm 3 tầng để làm chi? Để mình thể hiện cái thân tâm và trí của mình trong sáng các bạn. Đó, đang nở bông á. Để tạo cái dàn mộng giấy này 3 tầng. Sau khi Trần Canh tạo xong, Trần Canh sẽ review cho các bạn xem hoa giấy của Trần Canh đẹp như thế nào. Này đã đang ra bông. Đó, các bạn thấy không? Hoa giấy cực kỳ đẹp luôn. Đó, các bạn thấy chưa? Đẹp không? Còn đây nữa các bạn. Đây là những cái cây, đây là Trần Canh trồng đậu bắp. Đậu bắp nha các bạn. Chứ không phải đậu que. Đây là đậu bắp.
bắp này mà cánh trái thì Trần Canh cũng review cho các bạn xem. Đây là dưa leo. Dưa leo ra trái rất là nhiều các bạn. Trái khủng luôn. Bạn thấy trái dưa leo không? Bạn thấy không? Quá khủng luôn. Siêu to khổng lồ các bạn. Dưa leo. Các bạn thấy dưa leo không? Và đặc biệt mình bao lại vậy chứ không bao là ong nó chích chứ các bạn. Trái á, phải trái không? Trái đẻ chưa? Ui. Mình bao rất là nhiều. Trái không? Mình thấy trái không? Ui. Dưa leo. Trái nữa các bạn. Ui, bạn thấy không? Trái quá đó, trái luôn. Đây là cây thìa canh cũng mới cái lá non các bạn. Đây là đậu hoa, củ hoa, củ hoa mình đang trồng. Củ hoa các bạn mình đang trồng. Đây là đậu que các bạn. Đậu que mình cũng đang trồng, đang lên cây. Thì mở ra trái mình sẽ làm clip các bạn xem. Đây các bạn, đây là một dàn khổ hoa của Trần Canh. Bạn thấy không, khổ hoa đang bò lên dàn và có trái các bạn. Canh sẽ quay trái cho các bạn xem. Bạn thấy trái không? Trái quá chi là đẹp không? Quá chi là siêu to khổng lồ. Bạn thấy không? Cái đậu hoa. Ui, quá chi là đẹp luôn. Đó là năng lượng mỗi ngày của Trần Canh các bạn. Bạn có thấy khủng không? Đây. Trái nữa nè các bạn. Bạn thấy trái đậu hoa không? Siêu to khổng lồ luôn. Một trái là nửa ký nha các bạn, hai trái là mình có một ký. Mình sẽ bao lại vậy không là ong nó chích, ong nó chích là nó quèo hết. Bạn thấy không? Đó là năng lượng mới mỗi ngày của Trần Canh, chăm sóc những cây khu vườn cho mình có một cái không khí trong lành. Và các bạn xem video clip của Trần Canh thì các bạn cũng có một năng lượng như Trần Canh gì á các bạn. Trái rất là nhiều. Canh đang bao bì lại nhưng không là nó ong nó chích. Đây. Canh quay chỗ đây cho các bạn xem. Đây, trái đây cũng siêu to các bạn. Ôi, bạn thấy không? Bao bì lại. Nằm trong bao. Siêu to khổng lồ luôn. Quá chi là đẹp luôn. Đây là cục. Đó là đồ hoa. Ý, bạn thấy không? Cái quá đẹp luôn. Còn đây là một dàn dưa leo mới nữa. Cũng mới là trái nhỏ thôi. Nhưng mà mình... nhỏ như này mình bao bì lại. Đây mới ra. Bông nó này. Bạn thấy bông dưa leo đẹp không? Ui, bông dưa leo ạ. Một màu vàng rất là đẹp. Vẫn rực luôn. Bông cực kỳ đẹp các bạn. Đây. Quá nhiều luôn. Quá nhiều bông. Là bông dưa leo nha các bạn. Dưa leo. Ui, bạn thấy bông. Quá đẹp luôn. Đây. Trái nhỏ nhỏ là mình phải bao lại nha các bạn. Bao bì hết lại. Đấy, bạn thấy bông. Dưa bông như trái. Gì ho nó.
chi là đẹp, rất chi là thực tế. Bạn thấy không? Có một anh ông đang hút trong cái bông hoa này các bạn. Đang hút nhị hoa này. Anh hút mưa quá rồi. Bạn thấy không? Anh ông đó. Mật hoa này rất là thơm, rất là ngọt. Anh ông anh vô anh hút, anh không chịu đi. Đấy các bạn thấy không? Đẹp không? Đó. Quay gần các bạn xem. Xong rồi các bạn. Anh ông đang hút mật hoa. Bay đi, bay đi. Đó. Anh qua mật khác các bạn. Đó, các bạn thấy không? Hút mật hoa của dưa liều. Ui, các bạn thấy không? Đó, các bạn thấy không? Đó. Anh hút từng bông dưa leo nha các bạn. Anh ông này cũng rất đặc biệt ạ. Cho nên là mình phải bao bì lại hết, chứ có trái là anh chích một phát là xong. Bông rất là nhiều, rất là đẹp luôn. Hay như cánh hoa này. Ui, bạn thấy không? Đẹp không? Màu cực kỳ, màu vàng. Lá xanh màu vàng, trái xanh. Rất là đẹp. Thầy đang leo lên vàng nha các bạn. Đấy, cái vàng trần canh đang làm. Đây là một lùm khác nữa các bạn. Lùm dưa leo là lùm leo mới. Đấy, cũng mới trồng ra. Dưa leo bông rất đẹp luôn. Rồi qua đây các bạn. Và đây là một dàn nụ hoa mới, trần canh mới tạo nữa. Đó, cũng đang lên vàng, cũng đang ra bông, chuẩn bị ra trái. Bữa nào dàn này có trái, trần canh sẽ làm clip các bạn xem. Đây, đang ra bông này, bông nụ hoa này các bạn. Bông khổ hoa đó. Đó, bông này. Đấy, dạng nụ hoa mới của trần canh. Đây là trần canh vô ngò. Các bạn thấy ngò. Ngò. Cái ngò. Và đặc biệt mình có trồng xen vô cái ớt nha các bạn. Ớt này cũng đang ra trái nè. Bạn thấy trái ớt không? Đó, trái ớt không? Chỉ là đẹp luôn. Ngò, thấy không? Trồng ớt với ngò luôn. Bên đây là mồng tơi, lá mồng tơi các bạn để nấu canh ăn á. Trên đây là cây đu đủ, đu đủ. Đó, đu đủ trái á, các bạn thấy siêu trái không? Siêu trái luôn. Đó. Đủ này được siêu trái luôn các bạn. Đây 3 năm. Kia cũng là đu đủ, bạn thấy đu đủ không? Đây là khu vườn của trần canh rất rất là nhiều năng lượng các bạn. Trên nhà của trần canh cũng rất rất là nhiều năng lượng cây xanh đó các bạn, thấy không? Đó, cái chim rồi tới là mổ trên nhà luôn, thấy không các bạn, thấy không? Là những anh chim mình bay. Thì mời các bạn tới cái vườn dưa leo một xíu nữa để cảnh review các bạn xem. Bye bye.